trên chai nước hoa đều có in khắc lên dòng chữ là nước hoa tester not for sale, có nghĩa là chai nước hoa này sẽ không được bán ở những trung tâm lớn. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên chia sẻ nước hoa của Annie Parfum, và mình là Nguyễn Tu Trinh. Thì ngày hôm nay Trinh muốn chia sẻ với mọi người một cái chủ đề, đó chính là nước hoa tester là gì và chúng ta có nên sử dụng nước hoa tester hay không. Thì xin mời mọi người cùng xem video dưới đây nhé. Thông thường thì mọi người hay nghe nước hoa authentic, nước hoa chính hãng, nước hoa full box, full seal, nhưng mà mọi người chưa có nghe qua cái từ nước hoa tester. Vậy thì thật sự nước hoa tester là gì? Đó chính là những cái chai nước hoa mà hãng sẽ sản xuất ra một số lượng rất là ít để dành cho các khách hàng trải nghiệm thử một cái mùi hương mà hãng sẽ sản xuất ra, để cho mọi người có thể đóng góp những cái ý kiến cho hãng xem là cái mùi đó có ok hay không. Mới bắt đầu hãng sẽ sản xuất cái full seal, hoặc là những hãng khi mà sản xuất ra một lô nước hoa full seal như thế này á, thì sẽ sản xuất một vài chai nước hoa tester để mà cho khách trải nghiệm thử. Chẳng hạn như mọi người vào trong trung tâm á, mọi người sẽ thấy trung tâm nước hoa, mọi người sẽ thấy có những chai nước hoa để phía trước cho mọi người thử á. Thì đó chính là những chai nước hoa tester đó mọi người. Vậy thì nước hoa tester khác với lại nước hoa full box như thế nào? Thì Trinh xin mời mọi người cùng xem trực tiếp ở đây nha. Đây chính là chai nước hoa của nhà Lancôme nè. Thì đối với lại dòng nước hoa của La Vie Estelle này đều là dung tích 75ml, nhưng bên tay phải trên đây đang là chai nước hoa full box full seal. Chai nước hoa sẽ bán ra thị trường, còn bên trái đây sẽ là chai nước hoa tester. Và thường chai nước hoa tester với lại nước hoa thông thường nó sẽ khác nhau như thế nào? Đầu tiên là mọi người sẽ thấy khác nhau về cái vỏ hộp rồi đúng không ạ? Đối với full seal thì mọi người sẽ thấy có cái hộp rất là đẹp nè, còn có bao ni lông ở ngoài nữa. Nhưng mà riêng đối với nước hoa tester thì nó chỉ là làm bằng hộp giấy, thường là màu trắng, hoặc là có những hãng sẽ làm bằng hộp cạnh tông, cho nên nó sẽ không được đẹp cái hộp. Và thêm một phần nữa để mình nhận biết là tất cả những chai nước hoa tester thì trên chai nước hoa đều có in khắc lên dòng chữ là nước hoa tester not for sale, có nghĩa là chai nước hoa này sẽ không được bán ở những trung tâm lớn, bởi vì hãng không có muốn là sẽ bán ra những chai nước hoa như thế này. Thì những chai nước hoa trên thân chai đều có ghi là tester not for sale, có nghĩa là nước hoa này chính là nước hoa tester. Vậy cái hộp ở bề ngoài nó khác nhau như vậy, còn cái chai nước hoa và cái nước mùi hương ở trong nó có khác nhau hay không? Thì xin chia sẻ với mọi người là tuy là ở bên ngoài cái hộp khác nhau thôi, nhưng mùi hương thì vẫn là giống nhau nha cả nhà. Đây là hai cái chai nước hoa đây, một bên là tester còn một bên là full seal full box. Thì hai cái chai nước hoa bên trong vẫn y như nhau, và mùi hương chất lượng nước hoa đều y như nhau hết. Bởi vì không có một chai nước hoa hoặc là không có một cái sản phẩm nào thử cho khách hàng trải nghiệm thử mà kém chất lượng cả. Thường là những sản phẩm nó phải thật là chất lượng, hoặc là nó phải thật là ok thì người ta mới cho khách dùng thử, hãng mới cho khách dùng thử, sau đó ok khách mới mua những cái chai nước hoa full về mà sử dụng. Thì đó chính là về cái chất lượng của nước hoa. Vậy thật sự nước hoa tester có tốt không? Theo chia sẻ của Trinh là có nha mọi người. Có nên mua nước hoa tester không? Thì vẫn là có luôn nha. Tại sao? Bởi vì trong giới nước hoa, những người nào thật sự sành nước hoa, người ta chỉ săn lùng những chai nước hoa tester để mà sử dụng thôi mọi người. Bởi vì những chai nước hoa tester đó hãng sẽ sản xuất ra với số lượng rất là ít, rất là hiếm. Cho nên những ai mà săn lùng những chai nước hoa tester đó về sử dụng thì giá cả nó sẽ mềm hơn. Thường giá cả của một chai nước hoa tester nó sẽ thấp hơn những chai nước hoa full box từ 100 đến 300 ngàn tùy hãng, thì giá nó sẽ mềm hơn nhưng chất lượng thì rất là ok nha cả nhà. Vậy nước hoa tester có giả hay không? Thì theo như Trinh biết đó, là những chai nước hoa tester vì là sản xuất số lượng rất là ít và hiếm, cho nên những người mà họ làm nhái, họ sẽ làm nhái những chai full seal cho hộp đẹp, dễ có thể bán ra hơn. Còn những chai tester hộp như thế này rất là ít nhái, nhưng mà không hẳn là sẽ không có nha mọi người. Chắc cũng có thể là có, nhưng mà Trinh chưa gặp bao giờ. Còn làm sao để mình có thể phân biệt được chai nước hoa tester đó thật giả? Thì bởi vì là chai nước hoa ở bên trong nó giống như cái chai full seal vậy đó, full box vậy đó, cho nên mình phân biệt nó cũng giống y như vậy. Là thứ nhất là về thiết kế chai nè, độ sắc sảo của chai nước hoa, và những cái
chữ nè được in lên trên chai nước hoa cũng rất là tinh xảo, và đặc biệt là cái mùi hương phải có 3 tầng hương. Như vậy mình cũng sẽ phân biệt giống như một chai nước hoa full bình thường thôi mọi người. Về dung tích của nước hoa tester thì như thế nào? Đối với lại mỗi hãng nó sẽ có mỗi cái dung tích khác nhau. Chẳng hạn như Lancôme này thì là 75ml, thì sẽ có một cái chai nước hoa tester 75ml luôn. Đây là chai nước hoa Lancôme Lavis Belle thì sẽ có 75ml, size 75ml ha. Còn riêng với lại Giorgio Armani này thì nó là 100ml. Thì tùy mỗi hãng thôi mọi người, tùy mỗi hãng sẽ sản xuất ra cái chai nước hoa full đó bao nhiêu, dung tích bao nhiêu, thì tester nó cũng như vậy. Ví dụ như chai nước hoa Acqua di Giò này nè là 100ml, thì cái tester này cũng là 100ml luôn mọi người. Và cái chai ở trong nó cũng sẽ giống như là cái chai full box hết. Đây là chai nước hoa của Nam, nhưng mà là tester, thì cái chai nước hoa tester hay là nước hoa full siêu cũng đều giống nhau nha. Giống nhau về dung tích và giống nhau cả về mùi hương luôn nha mọi người. Vậy cuối cùng tóm lại là mình có nên sử dụng nước hoa tester hay không? Thì nếu như mà mình may mắn sở hữu được một chai tester, hoặc là mình kiếm được một chai tester để mà sử dụng, thì mình cứ sử dụng nha. Bởi vì chất lượng và mùi hương cũng y như nhau thôi, cùng là của hãng nó sản xuất ra, cho nên mọi người yên tâm về chất lượng ha. Chỉ có một cái lưu ý nhỏ là nếu như mình muốn tặng quà thì tester lại sẽ không tặng được, bởi vì cái hộp nó không được đẹp. Thường có những chai nó sẽ không có nắp luôn á mọi người, cho nên tặng quà thì sẽ không được đẹp. Tặng quà thì mình nên chọn những chai full seal, full box như thế này mà mình tặng. Còn nếu như mà mình mua để sử dụng thôi á, không cần cái mẫu mã bên ngoài, chỉ cần chất lượng bên trong á, thì những chai tester này chính là một trong những sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời luôn đó. Rồi, Trinh mong rằng những chia sẻ hồi nãy giờ của Trinh sẽ giúp được cho mọi người có thể lựa chọn được một chai nước hoa ưng ý, và tránh có thể tránh bị mua nhầm một chai nước hoa hàng giả trên thị trường ngày nay nha. Bởi vì thị trường ngày nay nước hoa hàng giả rất là nhiều. Cần tư vấn gì thêm, mọi người có thể liên hệ số điện thoại 0937 543 553 hoặc 0368 269 946. Còn nếu như mà muốn xem tham khảo thêm những mùi hương nước hoa hoặc là kiến thức nước hoa, mọi người có thể tham khảo qua website nuochoachinhhangbinhduong.com để có thể lựa chọn được cho mình một mùi hương nước hoa ưng ý nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.